Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 3, đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Tính từ ngày 1 tháng 1 2021 đến ngày 29 tháng 2 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết tổng số trên 125.000 vụ việc, xác minh trực tiếp điều kiện thi hành án trên 7.000 việc, kiểm soát hơn 67.000 quyết định thi hành án dân sự, đạt tỷ lệ 100%. Trong kỳ, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp phối hợp cơ quan thi hành án dân sự tiến hành rà soát, đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án cho 385 việc, tỷ lệ thi hành xong về việc về tiền đạt chạy vượt chỉ tiêu tổng cục thi hành án dân sự giao hàng năm. Bên cạnh các kết quả đạt được, đơn vị vẫn còn gặp vướng mắc ở vài vụ việc phức tạp, kéo dài thời gian chưa hoàn tất thi hành án, gặp khó khăn trong một số quy định của luật thi hành án dân sự, đấu giá tài sản là đất nông nghiệp. Đối với những hạn chế, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Bình Hùng đề nghị ngành cần quan tâm tìm ra biện pháp giải quyết, tháo gỡ các vụ án còn tồn đọng trong nhiều năm qua, tránh gây bức xúc đương sự và dư luận xã hội. Đồng thời đóng góp ý kiến kiến nghị đến Ban chỉ đạo trong công tác thanh tra kiểm tra thi hành án dân sự nhằm kịp thời phát hiện vi phạm, bất cập để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền, kiến nghị sửa đổi bổ sung phù hợp quy định pháp luật.